Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin review cái tập 3, bài 3 của Trạng Tình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thánh Nhân Mắt Mù. Lời đầu tiên, Thanh Long Vlog xin gửi đến tất cả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Ông trưởng tộc cả mừng, tụ tập con cháu lại, đưa thầy địa lý ra để sửa lại ngôi mộ. Khi đào đến tấm bia đá, ông thầy tàu lấy làm lạ, lại sẵn tính hiếu kỳ. Ông bảo đem rửa sạch xem có gì, vì khi đó những lớp sơn đã mục rồi. Con cháu cụ Trạng cũng tôn trọng thầy nên cũng phải chiều lòng. Khi tấm bia được rửa sạch đem lên, nên mới mấy câu thơ sau đây. Ngũ thập niên tìm mạch tại đầu, ngũ thập niên hậu mạch quy túc, hậu sinh nhị bối xá năng tri, hà vị thánh nhân vô nhị mục. Có nghĩa là ngày nay mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dân đần đầu, biết gì những kẻ sinh sâu, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Khi xem tới bài thơ trên đây, ông thầy tàu lúc đó mới khen cụ Trạng Tình là vị thánh thật, tiên tri thật. Nếu không, sao biết cụ biết được những lời mình nói? Quả thật mình chỉ xứng đáng là học trò của cụ thôi. Minh mạng thập tứ thần trứ phá đền. Tục truyền rằng minh mạng thứ 14 quan danh điền sứ là ông. Nguyễn Công Trứ đi khai khẩn ở vùng Hải Dương. Một hôm ông thấy cần thiết phải đào con sông ở làng cũ, nhưng ngặt cái nếu đào như ý định phải phá đền thờ cụ Trạng đi, dân làng ra xin không được. Ông Trứ cho là minh vân của minh mạng nhà vua. Nhà vua còn lớn hơn cái phong sắc cho bách thần, huống chi cụ Trạng. Thế rồi ông ra lệnh cho dân phu phải lập tức phá ngôi đền thờ cụ đã nhường chỗ đào xong. Khi sai người đào đem bát hương ra, ông Trứ thấy ở dưới đít bát hương có một tấm bia bằng đá phủ vải điều. Ông ta sai dỡ tấm bia ra thì thấy có mấy câu thơ sau: minh mạng thập tứ thần trứ phá đền, phá đền thời phải làm đền, nào ai động đến danh điền nhà bay. Đọc đến mấy câu thơ này, Nguyễn Công Trứ đổ mồ hôi hột, liền phải sửa lại ngôi đền thờ cho cụ Trạng và không dám nghĩ việc phá đền để làm sông mương nữa. Vài điều cần biết khi đọc sắm. Điều thứ nhất, sắm Trạng Tình để lại nhiều bản, các bản ấy có phần tương tự, có phần hoàn toàn khác biệt nhau. Nơi đây chúng tôi trong phần đầu sẽ trình bày một bản đầy đủ. Dưới mỗi đoạn của bản sắm này chúng tôi để lại lời bàn, trong phần sau chúng tôi lại in thêm, không phải là trọn vẹn cả bản, song là những đoạn mới lạ mà bản thứ nhất không có. Điều thứ hai, về phần bàn, chúng tôi sẽ thực hiện theo hai phương pháp sau đây: đối chiếu và dự đoán. Cách đối chiếu, chúng tôi sẽ áp dụng những câu sấm nối vào việc trước, những việc đã xảy ra. Cách dự đoán, những câu sấm nối về việc sau này, những việc chưa xảy ra. Điều quan trọng là về cả hai phần đối chiếu
và phần dự đoán chúng tôi đều có thực hiện trong tinh thần đề nghị và cũng để trung thành với tinh thần đó. Trong những trường hợp xét thấy cần thiết, chúng tôi sẽ ghi thêm những lời bàn của tác giả dù đúng hay sai. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu về sử học hay là thực tại, về lý số của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Có một điều này trong số những điều chứng thực hiển nhiên cho chân sử học của Trạng Trình về lý số, đó là một hoàn toàn tin phục và vâng lời của các vị vua chúa thời kỳ bấy giờ. Đối với cụ Trạng, xuyên qua những mảnh sử sau đây, lúc bấy giờ nhà Lê đã trung hưng, dùng căn cứ ở miền Thanh Nghệ tiến mạnh ra kinh đô, trịnh kiểm cho người đến vấn kế Hưng Lê Liệt Mạc. Với cụ không đáp, chỉ sai người vứt chiếc chiếu ra sân, sứ giả về tâu với triều thần, không ai hiểu gì cả. Chúa Trịnh phải cho Trạng Bồng Phùng Khắc Khoan cùng mẹ khác cha của cụ đến vấn đoán và giúp. Trạng Bồng đoán rằng tịch quyển trường khâu nghĩa là phải đánh mau lẹ như cuốn chiếu vậy. Chúa Trịnh nghe lời mở cuộc tiến công, nhà Mạc thua thất điên bát đảo. Sứ giả nhà Mạc lại tìm đến cụ cầu cứu và cụ dạy rằng đất Cao Bằng tuy nhỏ nhưng cơ nghiệp có thể vững được ba đời. Nhà Hậu Mạc nghe lời rút về Cao Bằng và đóng đô ở đây truyền nói đúng ba đời. Trịnh Kiểm thay Nguyễn Kim giúp nhà Lê trung hưng, nắm trọn quyền binh trong tay. Vì tính đa nghi, Trịnh Kiểm đã giết em vợ là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng. Em của Nguyễn Uông, con Nguyễn Kim sợ bị hại, sai người đến hỏi kế cụ. Cụ chỉ đàn kiến ở hòn Non Bộ, mỉm cười và nói: Hoành Sơn nhóc đái, vạn đại dung thân, nghĩa là Hoành Sơn là một dãy núi có thể dung thân đến muôn đời. Theo lời Nguyễn Hoàng, xin đi trấn thủ Thuận Hóa, phía nam dãy Hoàng Sơn, quả nhiên mỗi ngày một thịnh, để rồi mở mang ra cơ nghiệp nhà Nguyễn, truyền nối lâu dài. Khi vua Trung Tôn nhà Hậu Lê mất, không có con, Trịnh Kiểm lúc ấy nắm tất cả binh quyền trong tay, muốn cướp ngôi nhà Lê, mới sai sứ đến xin ý kiến cụ. Không đáp thẳng lời, cụ quay ra ngồi gọi đứa tiểu đồng dặn: giữ chùa thờ Phật thì được ăn ổn. Rồi cụ lại tiếp: năm nay mất mùa, mang giống thóc cũ ra mà cấy thì mới được. Sứ giả về tâu lại, chúa Trịnh hiểu ý, phải đổi tôn dây ban là dòng dõi nhà Lê làm vua Bù Nhìn. Về sau con cháu chúa Trịnh nhiều lần muốn xoán vị nhà Lê, xong cụ khuyên can khéo: Lê tồn, Trịnh tại, Lê bại, Trịnh vong. Tuy nhà Lê suy nhược và Trịnh thâu tóm quyền hành, nhưng không có Lê làm tượng Phật, Trịnh cũng không ăn ổn được. Quả nhiên đời Lê Chiêu Thống ngai vàng đã mất, thì họ Trịnh cũng chẳng còn ngôi chúa gì nữa. Vâng, xin thưa các bạn, đã kết thúc phần 3 tập 3
Thanh Long Vlog sẽ đến phần 4 tập 4. Một tuần mình đăng thứ ba và thứ bảy các bạn, thì mong tất cả các bạn hãy thương yêu đăng ký bấm chuông để theo dõi hết cái quyển sắm đạn trình mà nó không mới các bạn, nó cũ quá thành nó có chữ không, thì rất mong tất cả các bạn thứ lỗi. Và Thanh Long Vlog sẽ tiếp cái trang mới. Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn, chúc sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và cảm ơn các bạn.